Khi mốc, khi mốc. Tình trạng bảo tồn là sẽ nguy cấp. Ừ. Sẽ thôi mà. Thì đang nguy hiểm á. Giờ chưa nguy hiểm, sẽ thôi, sắp tương lai thôi, chứ còn giờ hiện tại là chưa. Qua thăm em nó. Có cho anh Tài vào ở cùng không? Chị mốc ấy. Đó, ăn cơm đi. Đâu? Đó, đang cầm cơm á. Khi ăn cơm. Nhìn nó buồn đúng không này? Thì nó ở có một nhà hỏi ra không bỏ. Bên em cũng có một em mà. Cô gần nhau đó. Thấy chưa? Vừa nói phát nó qua thăm em liền thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Quá á. Bắt. Bắt đấy. Nhìn lông, nhìn lông, nhìn lông. Chạy luôn. Nó chạy mất tiêu rồi. Đây à. Có nhiều lông nên chạy mất tiêu rồi. Em buồn rồi chứ em. Để cho anh Tài vào. Có nhiều lông, có nhiều lông. Đường này đi tiếp.